Hôm nay tình cờ qua đây thì nhìn thấy những xe, chiếc xe Harley Davidson ở một salon chuyên làm đẹp mô tô phân khối lớn và ô tô nhé. Tôi thấy đây có 3 chiếc xe Harley Davidson. Harley Davidson là một hãng xe nổi tiếng của Mỹ, được thành lập năm 1903 do William Harley và Arthur Davidson. Trước mặt các bạn là 2 chiếc xe Harley, một chiếc xe màu xanh và một chiếc xe màu đen. Hôm nay thì tình cờ mình qua đây cùng ông em để lấy chiếc xe máy cho ông em. Ông em mình lấy chiếc xe Kawasaki màu đỏ đây. Đấy, trước mặt các bạn là chiếc Kawasaki màu đỏ. Đấy. Ông em, chiếc xe này chuyển từ Sài Gòn ra nhé. Ông em đang đứng trước cửa kìa. Chúc tay chào khán giả đi ông em ơi. Đấy, chào đi, chào chào đây. Đây là 2 chiếc xe Harley Davidson nhá. Trước này là chiếc xe của idol Lý Trần Dũng nhá. Nếu các bạn xem TikTok nhiều thì gặp idol chuyên mặc áo kẻ, áo của Juventus, ngồi chiếc xe này cùng cùng vợ. Xe gắn rất nhiều đồ chơi. Idol Lý Trần Dũng là người thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn TikTok vì một chiếc con xe này thì người Anh cũng không phải là so với người Việt Nam là to cao đấy, nhưng mà so với người nước ngoài thì cũng không 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 là gì cả. Là anh ngồi con xe này rất là gây ấn tượng cho mọi người nhé, là tay phải giơ cao quá đầu. Trên xe của anh gắn rất nhiều đồ chơi. Đây cũng là một chiếc Harley nhé, Harley Davidson. Mặt đồng hồ nhìn các bạn nhìn không, rất đẹp và long lanh. Các bạn nếu mà xem video của tôi thì sẽ thấy tôi quay rất nhiều về chiếc mô tô phân khối lớn của Liên Xô, là xe Ural nhé. Nhưng mà đứng trước dòng xe này thì các bạn phải choáng ngợp vì tính cầu kỳ, cẩn thận và tỉ mỉ. Dòng xe Mỹ nó khác, không đơn giản như là các dòng xe của Liên Xô cũ. Chiếc Harley Davidson ở Hà Nội có một cái gara của Harley nằm ở trên đường Ngô Gia Tự nhé. Đây chiếc Kawasaki của ông em. Nơi này là nơi chăm sóc đặc biệt cho các dòng xe phân khối lớn, nên là rất nhiều những người chơi xe phân khối lớn tin tưởng và để xe ở đây để cho anh em đây chăm sóc. Chiếc Kawasaki này nếu đứng một mình thì rất là choáng ngợp, nhưng mà đứng cạnh chiếc khác, 2 chiếc Harley thì không là cái gì cả. Mình ngồi mình ngắm mãi 2 chiếc Harley mà mình không thấy chán. Quá đẹp, quá cầu kỳ, quá chi tiết. Và đây là chiếc Shadow của Honda nhé. Shadow màu xanh. Đây, bây giờ đã lấy xe cho ông em ra rồi. Chiếc xe đã được đặt ở đây. Đó rồi, ông em ra đây ngồi thử xem nào. Ra đây ngồi thử để lên hình nào. Rồi. Chào khán giả. Rồi, rồi. Ông em chuẩn bị đi xe này về Thái Nguyên các bạn nhé. Đi xe này về Thái Nguyên chắc chưa đến 30 phút.
À, đây là một idol đã lấy xe rồi này. Đấy, nghe tiếng bô của xe này. Đấy, nghe tiếng bô. Tiếng bô đặc trưng của Harley. Idol đã đi.